Ở cuối tập trước, Sở Lão Ma sau khi ân ái mặn nồng với con vợ Mộng Điệp xong, thì liền bị con vợ này nhìn ra tung tích hạt giống bên trong đạo cung. Mộng Điệp đoán nó là thần phẩm, nhưng Sở Lão Ma đã lắc đầu nói không. Hắn nói hàng của mình là đế phẩm, điều này chính là nói hắn có tư chất đại đế. Nhưng Mộng Điệp vẫn chưa tin, nàng đưa ra đề nghị là tiến nhập thần niệm vào bên trong đạo cung của Sở Lão Ma để xem rõ thực hư. Nhưng chuyện này cũng sẽ làm lộ hết bí mật mà lão Sở đã chôn giấu bấy lâu. Sở Hưu hắn không ngần ngại mà đồng ý cho nàng vào. Khung cảnh bên trong đạo cung của Sở Hưu đã làm con vợ này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cuối cùng là Sở Hưu đã tự mình xuất hiện với gương mặt thật Sở Lão Ma ở đầu chuyện. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị đạo hữu cùng tại hạ đón xem ở tập này nhé. Mộng Điệp lúc này trong đầu đang vang vọng 1000 câu hỏi vì sao, nàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mộng Điệp thanh âm run rẩy nói lăng lộn xộn lắp bắp hỏi, ngươi là Sở Hưu? Không, ngươi không phải là Sở Hưu, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Sở Lão Ma từng bước đi tới, hắn hướng nàng khẽ mỉm cười nhu hòa gọi, sư tôn, ta đích thị là nghịch đồ của người. Mộng Điệp từng bước thụt lùi về sau. Nàng liên tục lắc đầu, thân sắc mê man hướng Sở Lão Ma phủ nhận nói, ngươi không phải là nghịch đồ mà ta quen biết, ngươi đến cùng là ai? Sở Hưu nghe vậy cũng hơi sững sờ một chút, hắn biết Mộng Điệp cũng không dễ lừa như vậy. Lúc trước hắn từng nhiều lần thăm dò Mộng Điệp, cuối cùng hôm nay quyết định dứt khoát bộc lộ thân phận trước mặt con vợ này, bởi vì hắn biết, theo lấy tu vi tăng cao, khi hắn đạt tới đại thánh cảnh, thân hồn cùng nhục thân giao hòa, dung mạo của hắn sẽ triệt để khôi phục thành dáng dấp nguyên bản Sở Lão Ma. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bạo lộ, không bằng bạo lộ luôn. Nếu như sư tôn bảo của hắn có thể nhịn xuống không động thủ, được như thế thì nàng sẽ trở thành người đáng tín nhiệm với hắn. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là sư tôn bảo của mình lại phản ứng lớn như vậy. Mộng Điệp lúc này cuối cùng cũng dám nói ra thắc mắc trong lòng của mình, nàng nhìn kỹ hắn một lát rồi lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng là Sở Hưu nào, tại sao ngươi lại trông giống hệt Sở Lão Ma như vậy? Sở Hưu hắn nghe vậy cũng không có trả lời ngay. Hắn trong lòng cân nhắc thầm nghĩ, khi sư tôn nhìn thấy hạt giống đế phẩm của ta, cô ấy lẽ ra đã có thể lấy nó đi và sử dụng cho chính mình. Nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Nếu sư tôn nhìn thấy bộ dạng thật của ta mà vẫn không đối với ta liều mạng, thì nàng cũng thật đáng tin cậy. Sở Hưu nghĩ xong, hắn liền quay ra hướng Mộng Điệp bình thản nói, Sở Hưu trên vách hồn nhai là ta, Thái Tổ Thánh Tử Sở Hưu cũng là ta. Mộng Điệp nghe vậy cả người lập tức run rẩy, chính người mình yêu bây giờ lại đột nhiên biến thành người khác, thậm chí còn là kẻ thù năm xưa mà chính bản thân mình đã truy sát. Nàng không thể tiếp thu được, chuyện này quá sốc. Mộng Điệp mãi một lúc mới lấy lại tinh thần, nàng thanh âm run rẩy nói, vậy đồ nhi Sở Hưu của ta đâu? Ngươi đã đoạt xá hắn, chuyện này không có khả năng. Ngươi đoạt xá hắn, vì sao còn có thể đến nơi đó tìm kiếm ý? Sở Hưu nhìn trên khuôn mặt con vợ mình đang mê man lo sợ không yên, hắn liền mỉm cười giải thích đáp, ta có một thức bí pháp, cùng chân chính tân sinh không khác gì nhau, liền cả quy tắc thiên địa đều có thể che giấu đi qua. Mộng Điệp cắn chặt răng vội hỏi, nói cách khác, ngươi đã lấy mạng hắn rồi? Sở Hưu liền lắc đầu đáp, nói đến đây, ngươi phải cảm ơn ta, nếu như không có ta cứu hắn, hắn sớm đã chết tại Kỳ Sơn quận hơn 30 năm trước rồi. Hắn bị ta đoạt xá, chẳng qua là trả lại ta một mạng, lấy đâu ra cách nói ta lấy mạng của hắn đây? Mộng Điệp con ngươi phát lạnh, nàng lạnh giọng hướng Sở Lão Ma chất vấn hỏi, ngươi từ 30 năm trước liền đã bắt đầu tính toán với bản tọa sao? Thật không hổ là ngươi a, Sở Lão Ma. Đối diện với câu chất vấn này của Mộng Điệp, Sở Lão Đại cũng không nói gì cả, hai người bốn mắt đối lập rồi lại quay ra, ai cũng không nói chuyện với nhau. Bên trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, mãi cho đến một lúc sau, Sở Hưu cuối cùng cũng chủ động đánh vỡ yên lặng. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời xa xăm lắc đầu khẽ mỉm cười nói, bản tọa một đời từng tính toán qua quá nhiều người, chỉ là vừa đúng lúc trùng sinh tại Thái Tố Thánh Địa và đoạt xá nguyên bản của Sở Hưu. Ta quả thật không nghĩ tới, chính bản thân mình lại trở thành đệ tử của người, có lẽ là chúng ta quá mức hữu duyên. Mộng Điệp sợi tóc phiêu động không gió mà bay, nàng con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ Sở Hưu nhàn nhạt hỏi, tiếp đó, ngươi khống chế ta, chính là vì tăng lên tư chất, đem bản tọa coi như lô đỉnh công cụ, chính là muốn trả thù ta, vì mối thù truy sát ngươi năm xưa sao? Sở Hưu nghe nàng nói như vậy, hắn lập tức trầm mặc, quả thực mục đích ban đầu của hắn đối với nàng chính xác là vậy. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn là đối với nàng thành thật gật đầu thừa nhận đáp, ta thừa nhận, ngay từ đầu chỉ đem ngươi coi như lô đỉnh công cụ, chính xác là cũng có ý tứ muốn trả thù người. Nhưng bất quá, tại một khoảng thời gian dài ở chung, ta phát hiện sư tôn đáng yêu, liền chậm rãi yêu người. Mộng Điệp nghe vậy liền lập tức cười lạnh, nàng hai hàm răng cắn chặt tức giận đáp, ngươi đừng nói những lời kinh tởm như vậy nữa. Nghe thật buồn nôn, ngươi không phải đệ tử của ta, ngươi hãm hại đồ nhi của ta, tính toán, lừa gạt, đùa giỡn qua bản tọa không biết bao nhiêu lần. ngươi cho rằng ta sẽ còn tha thứ cho ngươi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sở Hưu hắn lập tức chỉ tay xuống đạo cung của mình rồi nghiêm túc nói, đây là đạo cung của ta, người muốn động thủ, ta căn bản cũng không kịp phản kháng. Nếu người muốn động thủ, thì động thủ đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Sở Hưu nói xong liền lập tức nhắm chặt hai mắt, ý rõ như ban ngày là để cho Mộng Điệp tùy tâm ra tay. Mộng Điệp bên này nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Sở Hưu, nàng trong ánh mắt lập tức run rẩy, cánh tay nàng chậm chậm giơ lên. Chỉ cần nàng muốn, trong nháy mắt là có thể phá hủy được nơi này. Thế nhưng, nàng làm sao có thể hạ thủ được? Nàng biết, mình đã yêu hắn mất rồi, nhưng hiện tại làm sao có thể thừa nhận được đây? Sở Hưu hắn biết nàng không thể ra tay với mình, tất nhiên, nếu như hắn đoán sai, hắn cũng vẫn có biện pháp áp chế nàng ngay tức khắc. Thấy Mộng Điệp không hề động thủ, Sở Hưu trong lòng khẽ thở phào một tiếng. Dù gì chuyện hắn nói có tình cảm với nàng cũng là sự thật. Buộc phải ra tay với nàng chính là điều hắn không muốn. Hắn đối với nữ nhân hay ghen ương bướng này đã có phần nào tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi với mình. Lão Sở vẫn nhắm mắt, hắn thanh âm đầy trìu mến yêu thương nhẹ giọng nói, sư tôn, thôi nào. Nghe được lời này của hắn, Mộng Điệp trên khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nàng hai mắt nhìn chằm chằm lườm hắn, dường như rất tức giận nhưng lại mang theo vẻ bất lực khó tả. Nàng cuối cùng vẫn đành phải ủy khuất cúi đầu mà hạ cánh tay của mình xuống. Sở Hưu thần sắc thất lạc, hắn hướng nàng nhẹ giọng hỏi, lúc trước các ngươi vì sao truy sát ta? Mộng Điệp nghe vậy cũng khẽ giật mình, nhưng nàng cũng không nói gì. Sở Hưu thấy vậy liền lắc đầu cười khổ tiếp tục nói, các ngươi lúc trước đều gọi ta là Sở Lão Ma, thế nhưng ta đã bao giờ làm ra chuyện ác gì phản bội nhân loại chưa? Những người mất mạng dưới tay ta, đều là những người từng đối nghịch với ta. Ta như thế nào đã lấy mạng qua người vô tội sao? Nếu ta không ra tay với bọn hắn liền muốn ra tay lấy mạng ta. Ta lấy mạng bọn hắn, trưởng bối của bọn hắn liền tìm đến truy sát ta. Thù hận cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Thù hận càng để lâu thì sẽ càng lún sâu. Nếu như không đem đối phương triệt để mà sát sạch sẽ, thù hận liền sẽ không biến mất một cách dễ dàng được. Cái này không phân biệt đúng sai, chỉ phân lập trường, mạnh được yếu thua. Bọn hắn cuối cùng vẫn đem hai chữ ma đầu quy tội lên người ta, có lẽ ta thật sự là ma đầu a. Ta biết, ta sát khí quá nặng. Cừu gia cũng có quá nhiều, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là ta. Thế nên ta đã sớm chuẩn bị hàng triệu phương án dự phòng. Sư tôn, người cho là ta có sai. Đó là bởi vì ta đoạt xá đại đồ đệ Sở Hưu của người, dùng thân phận của hắn để lừa gạt người. Nhưng ta cảm thấy ta không có bất luận cái gì sai ở đây cả. Đầu tiên, mạng của ta tại chính ta tìm tới, so với bất luận kẻ nào đều chân quý hơn cả. Thứ hai, mạng của hắn cũng là ta cho hắn, để hắn sống lâu hơn 30 năm, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn rồi. Phải nói là đã quá nhân từ với hắn rồi. Nếu không có ta, hắn sớm đã không thể sống đến lúc gặp được sư tôn, rồi trở thành đại đệ tử của Vân Hà Phong rồi. Sở Hưu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn kỹ sư tôn Bảo Bảo, hắn trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc hướng nàng nói, sư tôn, ta vẫn là ưa thích xưng hô với người như này hơn. Ta lại hỏi người, ta Sở Hưu, trở thành Vân Hà Phong đại đệ tử, sau đó trở thành Thái Tổ Thánh Tử của Thánh Địa, ta đã từng làm qua sự tình có lỗi với Thánh Địa chưa? Người bồi ta cùng ra bên ngoài Thánh Địa, sớm chiều lẫn đêm bầu bạn với ta, người có thể thấy được qua, ta ra tay hãm hại người vô tội sao? Mộng Điệp nghe vậy liền lắc đầu, nàng trong con ngươi tràn đầy mê man ấp úng đáp, không, vẫn không có. Mộng Điệp nàng trong lòng thầm nghĩ, Sở Hưu hắn nói rất đúng, hắn trừ việc bắt đầu trả thù chính mình ra, thì liền chưa có làm qua bất luận chuyện gì có lỗi với Thánh Địa, cũng chưa từng nhìn thấy hắn tùy tiện lấy mạng người vô tội. Sở Hưu hắn so với tuyệt đại bộ phận tu sĩ ngược lại cũng khác nhau, so với đám tu sĩ người kia, hắn ngược lại càng tôn trọng phàm nhân hơn. Mọi người đều xưng hô hắn là Sở Lão Ma, nhưng hắn lại giống con người hơn hầu hết đám tu sĩ kia. Sở Hưu bên này thấy Mộng Điệp trầm mặc một hồi lâu, hắn lại tiếp tục hướng nàng nói, sư tôn, ta nguyện ý tin tưởng người, thậm chí đem bí mật lớn nhất của bản thân nói cho người. Bây giờ, cuối cùng ta xin hỏi người, trong lòng người lúc này, quan trọng nhất chính là đại đồ đệ Sở Hưu, hay chính là ta? Mộng Điệp nghe vậy con ngươi lập tức rung động kịch liệt, nàng khẽ cúi đầu, não hải trống rỗng, không biết đến cùng là Sở Hưu trọng yếu hay là Sở Lão Ma trọng yếu. Kỳ thực trong lòng nàng sớm đã có đáp án, nhưng nàng lại không dám thừa nhận chuyện này. Phải nói là không có cách nào thừa nhận, Mộng Điệp trong lòng thầm nghĩ, hắn là người đã ra tay với đại đồ đệ của ta, làm sao ta có thể yêu hắn được? Ta và hắn rõ ràng là cừu nhân, nhưng bản thân ta lại làm sao thế này? Thậm chí còn có cả hài tử bên trong bụng ta nữa. Quá rối bời, Mộng Điệp quyết định đem thần niệm dần tiêu tán bên trong đạo cung của Sở Hưu. Sở Lão Ma thấy thế cũng không ngăn cản, hắn không nói gì cả, chỉ thầm nghĩ, sư tôn, liệu ngươi sẽ trả lời câu hỏi này của ta như thế nào đây? Mộng Điệp mở mắt ra, Sở Hưu cũng đồng thời thu ý thức quay trở về thần đài, Cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Cứ như vậy không nói gì cả, cho đến một lúc sau, Mộng Điệp quyết định trở về Vân Hà Phong. Sở Hưu phía bên này thông qua luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn, đã biến ra một phiến băng tinh trong suốt, bên trong có chiếu lên hình ảnh của Mộng Điệp. Nàng lúc này lại không có trở lại động phủ của mình, mà trực tiếp chạy đến động phủ cũ của Sở Hưu tại Vân Hà Phong. Nàng từng bước tiến tới tủ quần áo của hắn, rồi mở cánh cửa tủ ra. Nhìn thấy bên trong là một loạt những bộ quần áo được gấp gọn gàng của Sở Hưu. Sở lão đại thấy cảnh này cũng nhăn mặt, hắn trong lòng thầm nghĩ, sư tôn định làm gì đây? Sao trong lòng ta lại cảm thấy khó chịu thế này? Chẳng lẽ ta đã làm gì sai rồi sao? Chẳng lẽ là ta đã quá gấp gáp, vẫn nên nhu hòa một chút sao? Không, loại việc này sớm muộn cũng phát sinh, đợi đến lúc ta đột phá đại thánh bị nhìn thấu, còn không bằng hiện tại chủ động bạo lộ ra. Thực tế không được thì ta lại bỏ chạy, hy vọng sư tôn không quá mức đau buồn. Phía bên này, Mộng Điệp hai tay cầm lên một bộ đồ của Sở Hưu, nàng ánh mắt buồn rầu thầm nghĩ, ta rõ ràng đã quên mất thần thái của hắn, nếu không phải thế nào lại không nhìn ra, hắn đã không còn là hắn. Nguyên lai trong lòng của ta, đệ tử Sở Hưu đó cũng không có trọng yếu đến thế. Nghĩ đến đây, Mộng Điệp liền lắc đầu tự giễu chính bản thân mình, Tề Mộng Điệp ta, lại là người lạnh nhạt thế sao? Tại sao ta không những không ghét hắn, mà ngược lại còn đang nhớ hắn? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Từ lúc nào mà hắn lại trở nên quan trọng với mình như vậy? Mộng Điệp càng nghĩ càng trở nên dầu dĩ và hỗn loạn, nàng không dám nhìn thẳng vào chính mình, thậm chí còn muốn trốn tránh, không dám thừa nhận rằng bản thân đã yêu hắn. Mộng Điệp lúc này mở cửa đi ra bên ngoài, nàng vừa đúng lúc gặp Đào Yêu đi ngang qua. Đào Yêu phát hiện Mộng Điệp hốc mắt đỏ hoe, nàng thân sắc lập tức khẽ biến, liền vội vàng tiến tới hỏi thăm, sư tôn, sao người lại khóc? Hơn nữa người lại từ bên trong động phủ của đại sư huynh đi ra. Chẳng lẽ đại sư huynh đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn, người đừng làm con sợ. Mộng Điệp lập tức lấy lại tinh thần, nàng khẽ lắc đầu đáp, đại sư huynh của ngươi không có việc gì. Đào Yêu nghe vậy thì lập tức thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, vù, vậy thì tốt rồi. Mộng Điệp thấy vậy liền trừng mắt lườm Đào Yêu một cái rồi nói, mấy ngày này, nếu có ai tới tìm ta, ngươi chỉ cần nói với họ là ta đang bế quan, không tiện gặp mặt. Vâng sư tôn, Đào Yêu nhanh nhảu đáp rồi rời đi, cũng không thèm hỏi Mộng Điệp làm sao lại buồn. Đúng là nuôi con gái khôn 3 năm dại 1 giờ, giờ trong mắt nó chỉ có đại sư huynh, ngoài ra đều là rác hết, không thèm quan tâm. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Lúc này, chuyển cảnh về sảnh động phủ của Tề Mộng Điệp. Nàng lấy ra một bình hồ lô xanh ngọc cầm trên tay, thứ này chính là đồ mà Sở Hưu đã đưa cho nàng khi nãy trước lúc nàng rời đi. Mộng Điệp trong lòng thầm nghĩ, đây là thứ mà nghịch đồ đã đưa cho ta, còn nói bên trong đó là vô can thần thủy, để ta thử xem có tác dụng gì không. Mộng Điệp không nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức bật nắp bình ra rồi đưa lên miệng tu một ngụm. Ngay lập tức xung quanh thân thể nàng có thiên địa đại đạo quanh quẩn, đạo vận lưu chuyển, tiên quang bốn phía, ngay cả tiểu hài tử bên trong bụng cũng bỗng chốc lớn lên một chút. Phía bên này, Sở Hưu nãy giờ vẫn đang liên tục quan sát Mộng Điệp không bỏ một khắc nào. Thấy được sư tôn bảo bảo cuối cùng cũng chịu uống vô can thần thủy mà hắn đưa cho, chuyện này cũng chứng tỏ nàng cơ bản đã xác định câu trả lời là hắn. Sở Hưu rất hài lòng với thái độ này của nàng. Hắn trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, nếu người đã chịu uống vô can thần thủy mà ta đưa cho, chứng tỏ người đã vượt qua được ngưỡng cửa ở trong lòng. Nếu chỗ sư tôn bảo bảo đã xử lý tốt, thì bên Hoa tỷ tỷ chỗ ấy càng dễ giải quyết hơn rồi. Bất ngờ lúc này, từ bên ngoài cửa phòng của Sở Hưu truyền đến tiếng gọi, Sở Hưu, có thể đi ra ngoài một chút được không? Sở Hưu nghe vậy trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, ồ, là thánh nữ giao chỉ tìm ta. Mọi người ơi, hiện tại AD đang có một cửa hàng nho nhỏ chuyên về đồ gia dụng trang trí làm đẹp cho căn động phủ nhà bạn. Sản phẩm tranh tráng gương treo tường được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không hại điện, phù hợp phong thủy. Chắc chắn sẽ khiến cho căn động phủ của bạn trở nên sang trọng và nổi bật. 100% khách tới chơi nhà sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc thốt lên, ôi đẹp quá. Các vị đạo hữu yên tâm là mẫu mã sản phẩm rất đa dạng, sẽ có đầy đủ màu sắc cho các vị đạo hữu lựa chọn. Bảo hành một đổi trả một khi có lỗi hoặc sản phẩm bị vỡ do vận chuyển. Dưới đây là hình ảnh một số mẫu mã nổi bật của máy dập Review Shop. Mời các vị đạo hữu xem thử. Đây là tranh mặt trăng tráng gương. Đây là tranh tráng gương đèn LED có núi có trăng có hươu và sao, khung cảnh non nước hữu tình lung linh tráng lệ. Đây là tranh đồng hồ tráng gương có đính kèm sợi lông vũ phượng hoàng lửa. Còn đây là tranh đồng hồ tráng gương khổ lớn hình bông hoa. Đây là loại tranh tráng gương khổ to treo tường. Đồng hồ treo tường gấu trúc cute này. Tranh tráng gương non nước hữu tình này. Đồng hồ tráng gương con hươu siêu đẹp treo tường này. Đồng hồ tráng gương đèn LED hình ngôi sao trang trí phòng này. Đây là đồng hồ quả lắc có mặt tráng gương siêu đẹp trang trí phòng này. Các vị đạo hữu còn chờ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ với AD qua số Zalo trên màn hình. Hoặc là mọi người vào Shopee, rồi vào phần tìm kiếm gõ ngay một cái tên máy dập review shop. Trên đó có đầy đủ toàn bộ các mẫu mã sản phẩm hiện có của bên em. Các vị đạo hữu đặt mua hàng trực tiếp trên đó nhé. Cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều.